Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đang là hai loại keo dẫn điện mình mua được trên Shopee. Cơ bản theo từ tìm theo từ khóa keo dẫn điện trên Shopee chỉ tìm được hai loại này thôi, còn ở nước ngoài thì cũng có thêm một số loại nữa, nhưng ở Việt Nam thì có hai loại này. Mẫu này thì tầm 120 này, keo dẫn điện USA, nhưng mà cũng không có thông tin cụ thể, chỉ ghi thế thôi. Còn đây là keo này có toàn tiếng Trung Quốc thôi, quốc hoặc chữ gì đó mình cũng không biết. Cái túi này trông to này, cái ruột nó cũng biết tí à. Được thêm mấy que tăm nữa. Đây nọ này 120 này. Thanh tmh.com. Cái này thì bán theo kiểu ống kim tiêm, có cả mũi tiêm luôn. Test thử cái loại đắt tiền 120 này, mình sẽ quẹt xuống một cái điểm dấu ở trên đây. Hướng dẫn sử dụng là dùng tăm để quẹt nhé. Trên này nó có một cái dấu quẹt của nó rồi, không dùng tăm nữa. Cái bút nó đục đục là nó trong trong nó chả có màu cụ thể nhỉ. Nó cái đều xem nào, đợi một cái xíu. Đang mình đang thấm lên một cái tấm túi bóng để cho nó không bị ngấm nước xem như nào, vì thực tế mình mà bôi lên mạch điện tử thì nó cũng không ngấm nước, phải bôi nhiều không nhỉ. Đó mình nhớ rồi. Loại này nhỏ như kim tiêm này thì không biết nữa. Nó cụ thể cái gì đây. Loại này thì nó keo hơn này, nó khô hơn. Chào mọi người. Mỗi béo không được là mong nói chúng ta gì cả. Tấm rất là tay, nó chẳng ra nó đẩy mũi. Ôi nó đẩy ra chậm lắm. Nó đẩy ra được tí ti này thôi. Có khi này dùng tăm được quẹt thôi. Chứ nó dùng trong trường hợp này rất là nhỏ. Đúng là mình mà được có tí này. Con sử dụng cái kia dạng nước thì sẽ quẹt hơn. Hoặc là mình có một cái cứng nào mình để lên mình bôi. Tôi thử nghiệm này. Bốn năm nghìn mà nó ăn vào trong cái ống kim tiêm này mất một nửa rồi. Cái này nó bị tắc rồi, ăn lấy mất một nửa rồi. Mình có một lưu ý là khi mà mình thổi bằng máy sấy ấy, cái nước đây nó dồn về một bên ấy. Mình sẽ để thổi xa ra là mình có khi nên để nó khô từ từ này thôi. Tạm dừng video đấy đã. Sau 20 phút mình để thì nó cái mực ở trên thì gần cơ bản khô rồi, cái dưới thì vẫn chưa khô, vẫn ướt lắm. Quẹt nó vẫn bong. Mình sẽ đo này, đang để thang 100 nhé. Nó đã có thể lo tiếp xúc tốt. Tầm 300 ohm, 350 ohm này. 310 đây. Con này đồng hồ mình cũng chất lượng tốt. Thôi nhỉ. 310 cũng tụt lên đấy.
xuống đến 100 ohm này. Và keo thứ hai này chả có gì cả, mình sẽ đặt theo thứ tự nhé. Đây là anh này 120.000, và đây là đồng chi sữa 45.000. Đo lại này, đồng chi dưới chưa thấy gì này, hay mình mới nhầm nhỉ, chuyện này keo tản nhiệt à? Mình không mua nhầm nhé bạn ơi. Keo bạc dẫn điện xốp ti thủy lực này. Đây cho mình mua nhé. Chả có điện trở gì cả. Cái 120 này nó cũng có nhưng mà không được cao lắm. Và mình sẽ thử thêm một phương pháp nữa là dùng băng dính bạc đây. Đây là cái băng dính bạc này. Về không luôn này. Vậy là trong từng tình huống, ví dụ cái thằng này mà sử dụng trong trường hợp sửa cái phím của cái điều khiển ấy, cái nút mà dán vào mặt điều khiển hay mình bấm lên để tiếp xúc với mạch ấy, thì có khi mình dùng cái này là nhanh gì là còn tiện này. Cái này tầm 30-40.000 một cuộn này, dán thoải mái nhé. Cái này 120, sẽ sử dụng trong tình huống để vẽ mạch thì là tốt hơn là sửa phím. Còn cái này chắc mình không biết phải mua nhầm hay là shop gửi nhầm, hiện tại đang không sử dụng được. Video mình nên kết thúc, hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.